Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin kế gắp lửa bỏ tay người hại Nguyễn Văn Thể bất thành. Tin ông Nguyễn Văn Thể sắp về thành phố thay cho ông Trần Lưu Quang ngày một rõ nét. Xem ra chỉ có phe ông Nguyễn Phú Trọng dùng chiêu tố cáo những sai phạm nhỏ để xé ra to rồi truy tố thì cho đến nay chỉ có một mình ông Nguyễn Phú Trọng thực hiện thành công. Vụ án Trịnh Xuân Thanh bắt đầu từ chiếc xe Lexus mang biển số xanh và từ đó ông Nguyễn Phú Trọng cho người qua tận Berlin, Đức Đức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh về để quy án. Vụ án Trịnh Xuân Thanh kéo theo Đinh La Thăng cũng vào tù. Rồi đến Nguyễn Xuân Anh cũng xuất phát từ chiếc xe Toyota biển số xanh và kết quả là Nguyễn Xuân Anh cũng bị kỷ luật và mất chức. Tất cả những kịch bản đó đều y như nhau. Tuy nhiên, cũng kịch bản đó ông Nguyễn Phú Trọng đã thất bại đối với trường hợp của Nguyễn Thanh Nghị. Vào năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng cho dựng kịch bản quen thuộc với Nguyễn Thanh Nghị. Lần này là chiếc xe Land Rover mang biển số xanh. Tuy nhiên, báo chí làm ẩm lên trong thời gian rất ngắn rồi im lìm không nói gì đến sai phạm của Nguyễn Thanh Nghị. Đấy là kịch bản từ những sai phạm còn con để xé cho to ra. Phải thế lực rất lớn như ông Nguyễn Phú Trọng thì mới áp dụng cho người khác được. Mà một thực tế thì dù quyền lực có lớn, ông Nguyễn Phú Trọng áp thì lúc thành công lúc lại không thành công. Vậy nên nếu thế lực nào mà muốn áp dụng kế sách này với thế lực thân ông Nguyễn Phú Trọng thì rất khó thành công. Đây là hình ảnh kịch bản chuyện bé xé ra to đã áp với Nguyễn Thanh Nghị bất thành. Có thể nói chính trường của Đảng Cộng sản Việt Nam là một chiến trường. Nơi này các phe cánh phải đấu đá chí tử mới giành được một suất quyền lực, hoặc để bảo vệ chính minh chủ của mình trước sự tấn công của kẻ khác hoặc bản thân mình. Đôi khi người ta phải lấy lòng, lấy phòng thủ làm tấn công. Với thế lực đã hết thời mà còn đang bị công an phá dữ dội như thế lực Lê Thanh Hải thì ắt ông ta cũng sẽ nghĩ ra cách nào đấy để tấn công người ta trước khi người ta tấn công mình. Còn nước còn tát, phe Lê Thanh Hải phải làm mọi cách để không bị phe Nguyễn Phú Trọng tấn công. Và câu hỏi đặt ra là Nguyễn Văn Thể sẽ mất uy tín hay không? Lô hàng được gửi từ sân bay Nội Bài đến sân bay Tân Sơn Nhất có ghi là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, là đề tài báo chí bàn tán như nhiều ngày qua. Tất nhiên, việc làm dùm beng lô hàng này nhắm vào ông Nguyễn Văn Thể, chứ không phải là ai khác. Người mà được giới thiệu và các nơi thạo tin cho rằng 95% có khả năng là ông ta sẽ về Thành phố Hồ Chí Minh để phối hợp với Nguyễn Văn Nên thực hiện chuyên án lớn. Ông Nguyễn Phú Trọng cẩn thận tới mức ông muốn thay cả Nguyễn Thành Phong vì còn nghi ngờ ít nhiều có tình nghĩa với Lê Thanh Hải. Không ai hiểu mình bằng chính mình. Và hiện nay ông Lê Thanh Hải biết rằng ông Nguyễn Phú Trọng đang tìm cách đẩy hết thuộc hạ cũ của ông đi và đưa người của ông Trọng vào. Ở chiều ngược lại, ông Lê Thanh Hải ắt cũng có những phản ứng. Sau vụ việc cả thùng rượu ngoại gửi từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh theo diện hành lý ký gửi có ghi mác Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Theo báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết thì có một cán bộ Tổng cục Hải quan của Bộ Tài chính cho biết rượu ngoại nhập khẩu phải có tem. Nếu không có tem là hàng nhập lậu. Rượu ngoại nhập khẩu hợp pháp có hai loại. Loại nhập theo thùng phải đóng thuế và loại lẻ sách tay từ nước ngoài về được miễn thuế. Với rượu sách tay mỗi khách hàng được mang tối đa 2 chai miễn thuế. Với rượu ngoại theo thùng nhập khẩu, sau khi doanh nghiệp nhập khẩu về sẽ phải dán tem lên nắp từng chai với sự giám sát của hải quan. Sau khi dán tem, rượu nhập khẩu cho từng chai, hải quan mới cho thông qua và đưa ra thị trường để tiêu thụ. Đây là hình ảnh liệu ông Nguyễn Văn Thể có làm mất uy tín bản thân vì vụ này hay không. Với thùng hàng rượu đóng theo thùng, nếu từng chai không dán tem nhập khẩu là hàng lậu, cán bộ Cục Giám sát Quản lý và Hải quan khẳng định như thế. Như vậy là cho đến bây giờ vẫn chưa có kết luận là món hàng rượu vang đó có dán tem nhập khẩu hay không. Tuy nhiên, dù cho có dán tem hay không thì có tội cũng có thể chỉ đổ lên đầu người gửi, chứ chưa có tờ báo cáo nào nói về sự liên quan của ông Bộ trưởng cả. Truy nhiều dấu vết nhưng chưa có sự liên quan nào, nhưng uy tín của ông Bộ trưởng Giao thông Vận tải cũng có ít nhiều ảnh hưởng. Câu hỏi đặt ra là liệu có trò gắp lửa bỏ tay người hay không? Theo thông tin mới nhất từ Bộ Giao thông Vận tải, Bộ này đang xem xét hình thức kỷ luật với ông Phạm Khắc Dũng, nhân viên hợp đồng tại phòng quản lý xe thuộc Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải.
ông Dũng được xác định là người đã gửi cho bạn mình cả chục thùng rượu từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh qua máy bay, và trên mỗi thùng đều có ghi dòng chữ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Thực tế, Bộ Giao thông Vận tải khẳng định số rượu kể trên không liên quan đến Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể. Và dự kiến trong ít ngày tới, Bộ Giao thông Vận tải sẽ công bố kết quả xử lý và hình thức kỷ luật đối với ông Dũng, có thể là chấm dứt hợp đồng lao động. Nếu ông Dũng là nhân viên hợp đồng và dám dùng uy tín của ông Nguyễn Văn Thể cho kiện hàng, thì rất có thể đây là người ngoài cài vào. Chỉ cần có hợp đồng lao động với Bộ thì tìm cách hạ uy tín ông Bộ trưởng, thì điều này cũng đáng nghi lắm. Một ông Bộ trưởng mà dính án chuyển rượu lậu thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến uy tín. Ông Nguyễn Văn Thể là người của ông Nguyễn Phú Trọng. Nếu dùng cách chuyện bé xé ra to để buộc tội ông Nguyễn Văn Thể thì không thể. Bởi vì khi ông Thể dính đến vụ út Trọng rành rành ra đấy mà ông còn không sao, hay như vụ bốt bẩn mọc khắp nơi ông cũng không bị làm sao, thì sao vì một lô hàng rượu vang lại cản bước ông Nguyễn Văn Thể cho được? Rất có thể kế gấp lửa bỏ tay người. Đây chỉ là một cách làm hạ uy tín ông Thể, để khi về thành phố, ông Nguyễn Văn Thể không thể lấy lòng được các thuộc hạ mà thôi. Đây là hình ảnh có ý kiến cho rằng có người cấp lửa bỏ vào tay ông Nguyễn Văn Thể. Đã nhiều ngày qua, dư luận xôn xao với clip ghi lại cảnh cả chục thùng hàng chạy trên băng chuyển thành hành lý của sân bay Tân Sơn Nhất, nghi là rượu ngoại, được gửi từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh qua đường hàng không. Trên mỗi thùng đều ghi mác Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Theo hình ảnh của đoạn clip, các thùng ghi là rượu gồm cả rượu vang và rượu mạnh, được đóng gói theo cung cách của nhà sản xuất với số lượng khoảng 6 chai mỗi thùng. Sự việc diễn ra vào ngày 26 tháng 4 vừa qua, nhưng mãi cả tuần sau báo chí mới đồng loạt đưa tin. Cho đến bây giờ, ông Nguyễn Văn Thể vẫn không chứng tỏ ông là một con người có uy tín như ông Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Thể có được sự giúp đỡ và đỡ đầu của ông Vũ Trọng, và ông vào Sài Gòn sát cánh cùng với Văn Nên thì cũng thành một thế lực đáng ngại đối với ông Lê Thành Hải. Và như thế thì Nguyễn Văn Thể có phải là một ẩn số hay không? Câu hỏi được đặt ra. Từ ngày 8 tháng 5, Bộ Giao thông Vận tải đã phản ứng ngay. Bộ này xác định rằng những thùng rượu gửi qua máy bay có nhãn ghi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải không liên quan chỉ đến người đứng đầu bộ này, mà do một nhân viên văn phòng gửi cho bạn và mạo danh bộ trưởng để được ưu tiên. Hiện nhân viên văn phòng này đã bị tạm đình chỉ công việc. Người gửi lữ hàng trên là ông Phạm Khắc Dũng, một nhân viên hợp đồng của văn phòng Bộ Giao thông Vận tải. Theo tường trình của ông Dũng, vào sáng ngày 26 tháng 4, có liên hệ nhờ một số mối quan hệ công tác tại sân bay Nội Bài để gửi lô hàng với nhiều mặt hàng khác nhau cho bạn ở Thành phố Hồ Chí Minh. Người nhận có tên là Mạnh. Sau khi được làm các thủ tục tiếp nhận hàng hóa, ông Dũng đã dán thông tin là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trên các thùng hàng để được hỗ trợ chuyển hàng nhanh trong ngày và tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Đây là hình ảnh sức mạnh của ông Nguyễn Văn Thể vẫn là một ẩn số. Văn phòng của Bộ Giao thông Vận tải đã tạm dừng công việc của ông Dũng để tiếp tục xác minh thông tin theo tường trình và làm rõ hành vi, động cơ việc mạo danh Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Qua cách giải quyết của Bộ Giao thông Vận tải cho thấy, ông Nguyễn Văn Thể đã chỉ đạo thuộc cấp giải quyết vụ việc rất gọn nhẹ. Có thể nói với cách giải quyết như vậy, ông Thể đã hóa giải rất tốt một đòn đánh của ai đó nhắm thẳng vào ông. Xem ra ông Nguyễn Văn Thể chưa thể hiện năng lực đấu đá như thế nào, nhưng qua đây cho thấy ông Thể không phải là dạng vừa. Và lại ông Thể là người được ông Nguyễn Phú Trọng chọn thay cho ông Trần Lưu Quang, thì rất có thể ông Thể không thua ông Quang về năng lực phục vụ người chủ chốt và người đốt lò. Ông Nguyễn Văn Thể là người thế nào? Chờ khi về đến Thành phố Hồ Chí Minh thì mọi việc dần sẽ rõ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình của Lê Trung Khoa Thời báo .d với bản tin Kế gấp lửa bỏ tay người hại Nguyễn Văn Thể bất thành. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho người nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d. Cũng bên cạnh đó, chúng tôi cũng thông báo trong thời gian tới đây sẽ có một số biên tập viên nữ sẽ tiếp tục phục vụ các bạn ở những bản tin do Thời báo .d phát. Vậy kính mong các bạn cùng đón xem và đóng góp ý kiến. Trung Khoa chào các bạn.